Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp công dân trên địa bàn, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã tiếp và nghe kiến nghị của bà Trần Thị Liễu, trú tại tổ 46 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, liên quan đến việc giải tỏa đền bù tái định cư tại dự án khu dân cư đường Hoàng Văn Thái, đoạn qua hồ điều tiết. Kiến nghị của ông Mai Anh Quốc Hùng, trú tại 54B, quận Hải Châu, liên quan đến việc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu A21 từ bản đồ số KT04. Khu dân cư Hòa Phát 2, quận Cẩm Lệ, qua ngày kiến nghị của công dân cùng các báo cáo của cơ quan chức năng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của công dân, làm rõ thêm những nội dung mà công dân còn vướng mắc, đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật và thẩm quyền của đơn vị mình để giải quyết thấu đáo những vấn đề mà công dân đã kiến nghị.